Xin chào quý vị các bạn, ngay bên cạnh Tuấn đây là một chiếc xe mà chắc hẳn nhiều quý khách hàng đã du lịch đến nước Nhật xa xôi thì thường hay thấy những cái chiếc xe như bên cạnh Tuấn, hình hộp. Chiếc xe này thì cùng trong với phân khúc ở thị trường Việt Nam đang bán đó là dòng Mercedes, thì Tuấn được biết rằng là cùng với dòng V-Class hoặc là cùng với người đàn anh của dòng Lexus, đó là dòng Lexus LM. Thì ngay bên cạnh Tuấn đó chính là chiếc xe chuyên cơm và đất mà chính Tuấn thôi cũng đang rất ít có cơ hội được đứng cạnh chiếc xe Toyota Alphard chuyên cơm và đất. Hiện tại chiếc xe này thì có giá bán tại Việt Nam 4 tỷ 370 triệu, đó là giá niêm yết. Còn Tuấn tính nhẩm qua đâu đó nếu mà lăn bánh tại Hà Nội nó dù khoảng xít soát 5 tỷ cơm và đất Toyota Alphard. Rồi, hôm nay có cơ hội thì Tuấn sẽ chia sẻ cho mọi người xem trang bị của chiếc xe này như thế nào, vì Tuấn rất ít thấy trên đường, và quý khách hàng nếu mà có quan tâm hay là các bạn. Ở cái phần đầu xe mọi người có thể nhìn thấy một cái sự mà bề thế của chiếc xe này. Hầu như là phần đầu xe Tuấn thấy mạng chrome này, phần logo cũng rất lạ, thiết kế độc lạ nhé. Của MPV mà 7 chỗ nha thưa quý anh chị. Sau dưới cái nắp capo này là khối động cơ 3.5, nó sản sinh ra đâu đó là 296 mã lực. Và mô men xoắn cực đại của chiếc xe này là 361 thưa quý anh chị. Vâng, đèn thì full LED hoàn toàn rồi. Tuấn thấy có cả cảm biến trước này và rửa đèn phía trước. Đó là về phần đầu xe. Tiếp tục đến phần bên hông đi. Tin cơ bản là mâm xe ở đây thì lốp xe lốp Tozo này, mâm xe ở đây tôi chia sẻ ra là 235/50R18 mâm xe đường kính 18 inch ạ. Tiếp tục cái bên trên đây chúng ta sẽ có cam 360 trên chiếc xe này rồi. Và gương có cả cảnh báo điểm mù nhé thưa quý anh chị. Rồi đây. Và tay các tay nắm cửa thì đều được mạ chrome. Tuấn đang cầm hai chiếc chìa khóa của chiếc xe này rồi. Và cách mở cái thứ hai của chiếc xe Alphard này, Tuấn chỉ cần chạm nhẹ thôi và cửa sẽ mở tự động như vậy. Đó. Khoảng cách ra vào rất là tuyệt vời. Và muốn đóng thì cũng chỉ cần một lần kéo nhẹ thôi. Xe này lại chúng treo độc lập nhá. Khi mà quý anh chị di chuyển khi ngồi trên chiếc xe này nó tạo cảm giác rất là êm ái ạ. Có rất nhiều cái cách mở cốp nhá. Trước khi đó thì ở đây Tuấn thấy có chữ V6 trên phần đuôi này, có Alphard Executive Longer này, và có cánh hướng gió phía sau rất to, đèn báo phanh trên cao, có cả cảm biến sau xung quanh xe này. Cách mở ở cái cốp xe này thì có rất nhiều, trên chìa khóa cũng có, hay trên vị trí ghế lái này, hay cả vị trí sau. Đây Tuấn sẽ mở cho quý anh chị xem. Đấy, Tuấn chỉ nhấn trên chìa khóa thôi. Những cái thao tác rất là đơn giản, có thể mở được cái hốp sau của chiếc xe Alphard. Vâng, thế này là gần đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là khi mà ba hàng ghế dựng thẳng lên rồi. Chỉ sau này Tuấn thấy có những cái hốc để đồ này, để linh kiện phụ kiện này, rất rộng. Một bên này thì là trống này, còn bên phải xem nào. Bên phải chúng ta sẽ có cái phần lốp dự phòng ạ. Vâng, đó là về phần cốp xe và phần sau. Và Tuấn đã ở trong nội thất của em, bật cái hệ thống điện lên này cho mọi người xem. Ngay phía trước đấy là có, chúng ta sẽ có một cái màn hình là 10.5 inch, nhưng mà nó có tới 17 loa JBL. Riêng loa JBL thì Tuấn thấy là âm thanh rất là chắc. Và ở phía dưới thôi thì ở đây thì có bao gồm những cái nút này, có là xem nào, điều chỉnh tất cả trên màn hình này. Và chúng ta có điều hòa, đây là điều hòa 3 vùng độc lập trên chiếc xe Toyota Alphard này rồi. Ngay phía dưới thì chúng ta sẽ có này, ở cái phần cần số này được ốp gỗ nhá, vân gỗ rất đẹp ạ. Nó màu nâu này nhìn rất là sang trọng. Chúng ta có phanh tay điện tử auto hold này, vân vân, các chế độ eco này, hay là có cả hai ghế lái và ghế phụ của chúng ta sẽ có cả là sưởi sấy ghế thưa quý anh chị. Trên phần vô lăng này Tuấn sẽ đi nhanh này, có ốp gỗ cũng và vân gỗ nhìn rất là sang trọng, và bao gồm những cái nút thì bấm điều chỉnh Toyota Safety Sense ở trên màn hình rồi. Và ghế lái của Tuấn là có nhớ 3 vị trí nhớ ghế nhé thưa quý anh chị. Ngay phía trên thôi, ở đây chúng ta sẽ có xem nào, gương chống chói trong xe tự động. Và cốp phụ ở đây chúng ta sẽ có cái khe đĩa để trong này nếu mà quý anh chị muốn sử dụng. Ngoài ra thì cách đây mở là chúng ta sẽ có hộp để được đồ, với hai cái chiều mở này rất là thuận tiện. Đó. Vị trí mà Tuấn thấy quan trọng nhất của trên chiếc xe Toyota Alphard này là dành cho hàng ghế thứ hai. Mọi người cùng chắc là chiêm ngưỡng với Tuấn nhá. Đây là hàng ghế mà nó xứng danh với cái tên, đó là chuyên cơ mặt đất, dành cho hầu như là vị trí thứ hai này của chúng ta rất là nhiều các tính năng này, có cả màn hình phía sau rất là to, chúng ta có thể xem được giải trí trên này. Và trên này thì chúng ta hàng ghế thứ hai này thì có thể là di chuyển được này, là một này, sưởi sấy ghế có này. Và Tuấn thấy ở đây này, trên cái tựa này thì có bao gồm điều chỉnh độ nghiêng ngả hay là sưởi sấy ghế dành cho người ngồi.
Còn bên trái xem nào. Bên trái chúng ta sẽ có trong trong trường hợp quý anh chị mà nó mà chắc là dành dùng cho đọc sách hay laptop. Rồi. Để cốc nước và các ổ cắm sạc ở hàng ghế thứ hai, hay ổ để đồ rất nhiều nhá. Và một cái không gian đây. Vì sao? Tuấn sẽ có thể điều chỉnh được cả cái tựa đệm chân, thưa quý anh chị các bạn. Đấy. Nên là khi mà chúng ta di chuyển bằng chiếc xe này ở hàng ghế thứ hai thì rất là thoải mái. Đó. Có cả độ ngả ví dụ đây. Đây là một cái tư thế mà Tuấn điều chỉnh nhanh thôi. Đó là mọi người có thể tận hưởng được không gian hàng ghế thứ hai rất là tuyệt vời trên chiếc xe Toyota Alphard. Vừa rồi thì cũng làm một cái clip và tất cả những cái thông tin Tuấn chia sẻ nhanh về chiếc xe Toyota Alphard với mức giá là 4 tỷ 370 triệu. Thì quý anh chị hãy đưa ra những lời đánh giá xem nó đã phù hợp với mức giá tiền chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe như vậy chưa. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Cuối cùng xin hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.